So kè phần thi bikini của Hương Giang Idol với các đối thủ ai hơn ai. Không chỉ có đại diện Việt Nam mà nhiều thí sinh cũng được đánh giá cao trong đêm thi bán kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 như Thái Lan, Brazil và Lào. Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới 2018 đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Đại diện Việt Nam cùng 27 thí sinh vừa trải qua vòng thi quan trọng là bikini vào tối 7 tháng 3. Đây là cuộc đọ sức của những đối thủ vô cùng nặng ký, có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Xuất hiện trên sân khấu, Hương Giang Idol nổi bật với body siêu nóng bỏng, cùng những bước đi cực kỳ thu hút. Nữ ca sĩ được đánh giá là một trong những thí sinh có hình thể đẹp và trình diện tốt nhất. Đại diện Việt Nam phô diễn những đường cong nóng bỏng trong bộ cánh bikini hai mảnh. Không chỉ có những bước cách quốc uyển chuyển cuốn hút, Hương Giang Idol còn ghi điểm bằng nụ cười rạng rỡ và chiếc hôn gió chuẩn hoa hậu. Đại diện Việt Nam trở thành vedette khi là thí sinh xuất hiện cuối cùng kết lại phần thi bikini vô cùng nóng bỏng. Thông qua phần trình diễn bikini, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra các thí sinh sáng giá chung cuộc cho đêm chung kết 9 tháng 3 sắp tới. Vì thế, việc cạnh tranh và nắm bắt cơ hội để tỏa sáng của các mỹ nhân vô cùng khốc liệt. Hương Giang Idol nổi bật giữa dàn người đẹp của cuộc thi. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh cũng được đánh giá cao trong đêm thi bán kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 bao gồm Thái Lan, Brazil, Lào đã có màn thể hiện không hề thua kém đại diện Việt Nam tại phần thi bikini. Đại diện Brazil sở hữu thân hình vô cùng quyến rũ và săn chắc. Chủ nhà Thái Lan sở hữu thân hình vô cùng quyến rũ. Trong phần thi bikini, cô hoàn toàn làm chủ được cơ thể của mình với những cú lắc hông vô cùng quyến rũ. Người đẹp đến từ Lào đã có phần thi trang phục bikini được đánh giá cao. Đại diện Myanmar sở hữu thân hình với số đo 3 vòng chuẩn. Đại diện Israel được đánh giá cao về kỹ năng cá quốc cũng như thần thái khi trình diễn bikini. 28 thí sinh chụp ảnh cùng nhau sau đêm thi bán kết. Vợ chồng Hoa hậu hài Thu Trang hôn nhau tình tứ không trời ở Thái Lan. Dù hẹn hò và cưới nhau đã lâu, nhưng cặp đôi này luôn ngọt ngào khiến người khác phải ganh tị. Thu Trang Tiến Luật được biết đến là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực hài kịch. Không chỉ thành công về công việc, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tính đến hiện tại, họ có hơn 10 năm hẹn hò và kết hôn, nhưng cặp đôi này vẫn ngọt ngào như những cặp đang yêu nhau mặn nồng. Mới đây trên trang cá nhân, Thu Trang vừa đăng tải hình ảnh của mình và ông xã. Hiện tại cả hai đang ở Thái Lan để nghỉ ngơi cũng như kết hợp du lịch dịp lễ 8 tháng 3. Thu Trang Tiến Luật khá thoải mái, thể hiện tình cảm, thậm chí hôn nhau tình tứ ở mọi không gian của xứ sở Chùa Vàng. Khá nhiều nghệ sĩ cũng tham gia vào chuyến đi này. Không ngại chúng đông người, Thu Trang Tiến Luật vẫn hôn nhau nồng nhiệt. Tại khách sạn riêng, họ cũng tranh thủ hôn nhau tình tứ. Gắn bó với nhau một thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn giữ được lửa trong chuyện tình cảm là điều không phải ai cũng có thể làm được như vợ chồng Thu Trang Tiến Luật. Tiến Luật còn rủ rê diễn viên Anh Tú cùng đi mua quà cho người phụ nữ của mình. Anh chia sẻ lên trang cá nhân, 8 tháng 3 là ngày mai mà hôm nay hai anh em tốn nặng nè, hạnh phúc là được nè. Từng áp lực về kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chính sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của hai vợ chồng đã tạo nên cuộc sống sung túc khiến bao người ngưỡng mộ. Màn bikini bị Hương Giang chặt đẹp, Hoa hậu Brazil về nhà, đăng nghe ảnh dìm hàng Việt Nam khiến fan dậy sóng. Các fan của Hương Giang cho rằng thần tượng không có được vẻ ngoài xinh đẹp trong bức hình trên trang cá nhân của Hoa hậu Brazil. Đêm ngày 7 tháng 3, phần thi áo tắm thuộc khuôn khổ của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã diễn ra vô cùng nóng bỏng. Trong đó, phần thể hiện của Hương Giang Idol được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Với hình thể quyến rũ và khả năng trình diễn cách quốc điêu luyện, đại diện Việt Nam như thiêu đốt cả khán phòng. Hoa hậu đến từ Brazil cũng là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị chủ nhân của vương miện với phần thi xuất sắc. Tuy nhiên, mỹ nhân này đang khiến các fan sắc đẹp tại Việt Nam mết lòng khi trong bức ảnh chụp chung với hai hoa hậu Việt Nam và Thái Lan được cô chia sẻ lên trang cá nhân ngay sau đêm thi bikini. Hương Giang Idol lại không may bị ống kính bắt trọn khoảnh khắc mắt bồ câu con đầu con bay. Sự việc được một chuyên trang nhan sắc ở Việt Nam nói vui là ai đăng hình người đó đẹp. Hoa hậu Brazil khiến nhiều người hâm mộ của Hương Giang Idol không vui khi vô tình đăng ảnh dìm hàng thần tượng.
Còn đây là bức hình chụp chung của bộ ba Thái Lan, Việt Nam, Brazil được Hương Giang đăng tải. Đại diện Việt Nam khen về sự khéo léo tinh tế khi ở góc chụp này, ba hoa hậu đều rất xinh đẹp. Bộ ba Thái Lan, Việt Nam và Brazil khá thân thiết trong cuộc thi. Đây cũng là ba ứng cử viên nặng ký cho ngôi hoa hậu. Người đẹp đang là đối thủ đáng gờm của Hương Giang tại cuộc thi chuyển giới năm 2018. Isabel năm nay 24 tuổi là một người mẫu tại quê nhà. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, mỹ nhân xứ sở Samba còn có thân hình đẹp và phong cách thời trang cá tính. Nhan sắc của cô được ví với các hoa hậu hoàng vũ. Isabel khá thân thiết với Hương Giang Idol. Vừa thông báo cháy hàng, son môi của Hồ Ngọc Hà bỗng bị tố chứa thành phần độc hại, gây ung thư nguy hiểm. Hiện nhiều người hâm mộ và khách hàng mua sản phẩm mới của nữ ca sĩ đang khá hoang mang và đợi có câu trả lời từ chính chủ nhân. Cái tên Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ ngừng hot trong làng giải trí Việt. Mới đây, nữ hoàng giải trí còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi chính thức tổ chức sự kiện ra mắt dòng son của riêng mình mang tên MOI tại trung tâm mua sắm lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Vốn được mệnh danh là yêu nữ hàng hiệu, việc tự tạo ra một dòng son mang thương hiệu của chính mình, của cô được công chúng đánh giá cao và vô cùng hào hứng. Hồ Ngọc Hà chia sẻ, trong gần một năm cô đã không ngại tự làm vật thí nghiệm để chọn ra những màu son mà bản thân tâm đắc nhất. Đó là các sản phẩm có chất son dễ đánh và màu sắc đa dạng, phù hợp với mọi độ tuổi, mọi tông da. Được biết chỉ sau một đêm ra mắt, dòng son này đã được bán sạch và dần nhận order, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu độ hot của nó như thế nào. Nhưng mới đây trên các trang mạng xã hội, bất ngờ lộ diện tin nhắn tố cáo dòng son của cô có chứa các chất độc hại gây ung thư. Ngày 4 tháng 3, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chính thức trình làng dòng son, lấy cảm hứng từ phong cách thời trang của bản thân tại một trung tâm thương mại lớn thành phố Hồ Chí Minh. Các fan hào hứng khi được sở hữu thỏi son của Hồ Ngọc Hà. Hình ảnh Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên cạnh những thỏi son do chính mình sản xuất. Độ nóng của nó còn chưa đầy một ngày công bố thì đã vướng phải tin đồn này khiến hội chị em hoang mang. Những comment thể hiện sự hoang mang của cư dân mạng. Có lẽ chuyện này còn chưa dừng lại ở đây và các fan hâm mộ cũng như những tín đồ yêu son đang rất mong chờ câu trả lời chính thức từ nữ hoàng giải trí. Loạt mỹ nhân Việt thi nhau khoe quà nhân dịp 8 tháng 3. Có người được tặng quà tặng đắt đỏ, nhưng cũng có mỹ nhân lại được nhận những bó hoa tươi thắm. Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là ngày mà mọi người đều thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa của thế giới. Đây cũng là dịp mà nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý. Theo đó, khá nhiều sao Việt đã được một nửa của mình hoặc bạn bè hay fan tặng những món quà ý nghĩa, họ nhanh chóng khoe lên mạng xã hội, hòa vào không khí dịp lễ này. Người đẹp Tây Đô Việt Trinh hạnh phúc khi được fan chuẩn bị chu đáo cả hoa và bánh kem. Thúy Hạnh được hai cô con gái cưng đọc thơ để tặng cho mẹ vào dịp 8 tháng 3. Đây là món quà tinh thần khiến cho cụ người mẫu rất cảm động. Ngọc Trinh vừa khoe chiếc túi đắt đỏ của nhãn hàng Gucci mà cô được tặng trong ngày quốc tế phụ nữ. Phiêu Anh hạnh phúc khi được ông xã chuẩn bị bó hoa khá chu đáo để tặng mình. Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ bình hoa, cuốn sách, thỏi son là những món quà ý nghĩa mà cô được nhận trong ngày này. Angela Phương Trinh khoe bó hoa với tông màu hồng chủ đạo rất ngọt ngào mà cô được những người anh thân thiết gửi tặng. Khả Ngân rất thích thú trước đôi dép Gucci và bó hoa vàng tươi. Ông xã của Trà My Idol cũng đã chuẩn bị bó hoa hồng để tặng vợ trong dịp lễ. Hoàng Yến Chibi rất vui khi được chính mẹ ruột tặng cho một chiếc túi sách và một laptop cực xịn. Mẹ cô phải bỏ ra khá nhiều tiền để mua quà cho con gái cưng. Con gái Lê Giang Lê Lộc khoe giỏ hoa cô vừa nhận được bởi một người giấu tên. Trường Giang Nhã Phương sang Mỹ chơi, tiện mời nhà Thúy Nga đi ăn hết 2 triệu. Trả xong mà về vẫn bị đàn chị treo status bốc mẹ quá ê mặt. Danh hài Thúy Nga bốc mẹ quá xấu hổ khiến Trường Giang chỉ muốn độn thổ ngay và luôn. Sau dịp Tết, Trường Giang Nhã Phương cùng nhau đi công tác ở Mỹ, xóa tan tin đồn rạn nứt khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng. Nếu như cặp đôi đã bị bắt gặp mặc áo đôi, trao nhau những cử chỉ tình tứ, bất kể đâu
thì mới đây danh hài Thúy Nga lại gây thích thú vì đăng đàn bóc phốt ông Mười Khó trên trang Facebook cá nhân. Thúy Nga hài hước chia sẻ, hôm nay mẹ con tôi được anh Mười Khó với chị Nhã Phương mời đi ăn tối và được ảnh đãi luôn nha. Nó trúng phim 100 tỷ mà trả bữa ăn có 100 đô mà mặt nó rầu vậy đó. Bởi vậy trong giới chúng em mà được anh Chí Tài đãi ăn là y như rằng hôm đó trời mưa, hôm nay được Trường Giang đãi không biết Cali có động đất không nữa. Dòng status bốc mẹ Trường Giang của Thúy Nga khiến khán giả không nhịn được cười. Mẹ con Thúy Nga vui mừng vì được gặp gỡ đàn em thân thiết trên đất Mỹ. Sau khi được mời ăn tối, nữ danh hài còn hài hước bốc mẹ Trường Giang trúng phim 100 tỷ nhưng trả bữa ăn 100 đô mà mặt rầu. Thậm chí cô còn sợ California bị động đất chỉ vì hôm nay Trường Giang chiêu đãi mọi người. Khán giả thích thú với màn dìm hàng đàn em của danh hài Thúy Nga. Trong thời gian lưu diễn ở Mỹ, Trường Giang Nhã Phương nhiều lần bị bắt gặp mặc đồ đôi giữa vai tình tứ. Hình ảnh Trường Giang và nữ diễn viên tuổi thanh xuân, tình tứ bên nhau đã xóa tan tin đồn rạn nứt thời gian gần đây.